Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Thu Hiền Nguyễn nha. Hôm nay thì mình sẽ nói về kem chống nắng mặt Tidum và những điều lưu ý khi sử dụng kem chống nắng này. Bạn nào chuẩn bị mua sản phẩm này cũng như là đang sử dụng sản phẩm này có thể tham khảo video của mình nha. Kem chống nắng mặt Tidum là một loại kem chống nắng phổ rộng, kiềm dầu rất là tốt. Và loại kem chống nắng này nó sẽ giúp bảo vệ cái làn da của mình trước ánh nắng mặt trời, chống lại những cái tia UV và xuất xứ từ châu Âu nha mọi người. Kem chống nắng này có thành phần silicon trong đây, có rất là nhiều drama nói về cái vấn đề này. Tuy nhiên cái silicon có trong đây là được sử dụng trong mỹ phẩm nha. Silicon thì nó sẽ có tác dụng là sẽ làm bôi trơn cái sản phẩm và bảo vệ cái làn da của mình và giữ ẩm làn da rất là tốt. Tuy nhiên những bạn mà da dầu, da mụn á, khi mà mình sử dụng thời gian dài lâu trên làn da của mình, nó sẽ giữ lại bụi bẩn, bã nhờn hoặc thậm chí là vi khuẩn. Những bạn nào mà da dầu, mụn nhiều thì mình nghĩ là không nên sử dụng kem chống nắng này nha, sẽ làm da mình dầu và mụn nhiều hơn. Tuy nhiên những bạn da dầu mà da khỏe thì vẫn sử dụng được nha mọi người. Chất kem của nó là màu hơi ngã vàng nha mọi người. Đây mình bôi lên da cho mọi người xem nè nha. Nó giống như là kem dưỡng nha mọi người. Thoa lên thì nó sẽ bóng và nó sẽ một chút xíu thôi thì mọi người sẽ thấy cái làn da của mình nó sẽ rất là khô. Tuy nhiên hồi mới thoa lên thì mọi người sẽ thấy cái lớp finish nó sẽ hơi căng bóng nè. Nó hơi căng bóng nhưng mà nó sẽ không ngăn tông nha mọi người nha. Đó. Nè. Mọi người thấy là cái làn da của mình sau khi bôi lên nó căng bóng rất là đẹp nha mọi người. Và cái kem chống nắng này có mùi hương nước hoa, cho nên bạn nào mà dị ứng với hương liệu á thì mọi người có thể là cân nhắc trước khi mà mình sử dụng. Trước khi mà mọi người đeo khẩu trang thì nên là bôi kem chống nắng này trước khoảng 10-15 phút, tại vì kem nó sẽ bị bón cục. Khi mà bôi lên thì mọi người sẽ cảm giác nó căng bóng, nhưng một hồi nó sẽ rất là khô và sẽ cảm giác rất là tự nhiên trên làn da của mình. Đây là làn da của mình sau khoảng 4 tiếng đồng hồ nè mọi người, thì da rất là khô và không đổ dầu luôn á, rất là ổn nha. Kiềm dầu kiềm nhờn được khoảng từ 3-4 tiếng, không bóng dầu nè, không gây bớt tắc lỗ chân lông. Kem chống nắng này hàng giả rất là nhiều nha mọi người. Nếu mà mọi người nào muốn biết hàng thật hàng giả như thế nào, mọi người có thể bấm vào trang của mình để xem hàng thật hàng giả nha. Và giá của sản phẩm sẽ có độ chênh lệch từ công ty thì sẽ có giá chênh lệch khá là nhiều so với những cái hàng sách tay nha. Cái này là tầm khoảng 300 mấy tới 400 mấy nếu là hàng sách tay nha mọi người. Cho nên là nếu bạn nào mua rẻ quá tầm khoảng 200 mấy 300 thì có thể là hàng giả nha. Kem chống nắng thì mình sẽ có những cái yêu cầu. Thứ nhất là độ chống nắng tốt, thì kem chống nắng này khả năng chống nắng phổ rộng rất là tốt luôn mọi người. Thứ hai là kiềm dầu kiềm nhờn, thì mình cũng rất là thích kem chống nắng này, tại vì kiềm dầu kiềm nhờn khá là ổn. Và thời tiết bây giờ là mùa hè nóng nực có mọi người, thì mình nghĩ sử dụng kem chống nắng này là một trong những lựa chọn sáng suốt luôn á. Đây là ý kiến cá nhân của mình về cái sản phẩm này. Nếu mọi người có cái cảm nhận gì có thể là bình luận bên dưới ha. Bye bye mọi người.